Xin chào, chúng tôi là nhóm Double Wish. Tôi tên là Shinsuke. Tôi tên là Kazu. Từ bao giờ chúng tôi cắt cước một trò chơi? Trò chơi này là hơi nổi tiếng của Nhật Bản. Cắt cước ăn nhầm Big Mac. Hiện nay ở Nhật Bản nhanh nhất là một cước 42 giây. Nên nào bây giờ chúng tôi đặt cước ăn nhầm. Hết rồi. 4 phút 20 năm 22. お願いします。